Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Và video lần này thì mình có quay trong một cái kỳ nghỉ đi biển của mình. Và trước khi đi thì mình cũng khá là lăn tăn về cái việc là lựa chọn chai nước hoa nào mà nó có thể đáp ứng cái sự thoải mái, đến cái sự đến đúng cái tính chất đi biển và mang lại cho mình một cảm giác nó là sảng khoái, mát mẻ. Và chai nước hoa mà mình quyết định mang theo đó chính là chai nước hoa của nhà Chris Virgin Island Water. Nhắc đến biển, chúng ta phải nhắc đến cái vị mặn của muối biển, đến cái vị ngọt, béo ngậy của những trái dừa, đến cái cảm giác nghe tiếng sóng vỗ và những buổi tắm nắng, hay là những lần ngồi trên bờ uống những ly cocktail rượu rum dừa. Và chai nước hoa này sẽ làm bạn hình dung đến tất cả những điều đó. Hãy cùng mình trải nghiệm chai nước hoa này nhé. Trước khi review chai nước hoa này thì mình phải cảm ơn bạn Trần Tiến Đức tại Sài Gòn đã cho mình mượn cái chai gốc. Tại vì mình thực sự là mình không có chai full của chai nước hoa này mà mình chỉ có chai chiết thôi. Và rất cảm ơn bạn đã cho mình mượn chai nước hoa này để có thể làm review video lần này. Chai nước hoa Chris Virgin Island Water này được ra mắt vào năm 2007. Trước người đàn em của nó rất nổi tiếng đó chính là Chris Aventus. Và chai nước hoa này thì bạn có thể thấy là nó có thiết kế khá là giống, nhưng mà có màu sắc nó hơi khác với Aventus một chút. Đây, bạn có thể thấy là biểu tượng của Chris được dán ở trên này. Chai nước hoa này nó cũng khá là cũ rồi. Chai này nó có nguồn gốc từ năm 2011, cũng đã 8 năm rồi. Đây, các bạn có thể thấy nó có chữ Virgin Island Water và ở dưới là một hàng chữ xanh trông nó khá là mát mẻ. Cái nắp chai thì nó cũng đã khá là cũ rồi, bị xỉn hết cả màu rồi. Nhưng mà cái màu chai nó cũng khá là mát mẻ, nó mang đến đúng cái tính chất của một chai nước hoa sử dụng vào mùa hè. Cái mùi hương đầu tiên khi mình xịt chai nước hoa này ra mà mình cảm nhận thấy đó là cái vị ngọt của đường. Cái vị ngọt của đường này có quyện với cái vị chua ở cam chanh. Nó mang đến một cái tổ hợp mùi hương nó khá là sảng khoái. Nó cảm giác như kiểu bạn đi du lịch bằng ô tô mà bạn chuẩn bị đến một vùng biển, thì cái vị mặn của muối nó theo gió nó bay đến mũi bạn. Nó mang đến cảm giác khá là sảng khoái, khá là hứng khởi. Và cái mùi hương này nó tỏa hương lúc đầu khá là tốt bởi cái vị nồng của rượu rum và cái vị ấm của gừng. Thì cái tổ hợp mùi hương này nó sẽ tỏa khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ lúc đầu khá là tốt. Cái chai nước hoa này nó mang tới cho mình một cái diễn biến khá là chân thật. Đó chính là khi bạn ra biển, bạn bơi trước những cơn sóng, bạn cảm nhận cái vị mát lạnh từ nước biển, cái vị mặn của muối. Thì chai nước hoa này nó sẽ mang tới cái vị chua và ngọt của cam chanh và đường. Và khi nó dịu xuống, nó giống như kiểu bạn tắm biển mệt vậy, thì bạn sẽ lên bờ, bạn tắm nắng và bạn uống một cái ly đồ uống nào đó. Thì chai nước hoa này sau khi cái vị ngọt và vị chua của cam chanh và đường nó dịu xuống, nó sẽ là cái vị nồng và có phần hơi béo ngậy của dừa quyện lại với nhau. Nó cũng giống như bạn là khi bạn lên bờ bạn uống một cái ly cocktail vậy. Và cuối cùng thì càng về sau thì cái vị ngọt và béo của dừa nó sẽ lấn chiếm và nó sẽ dry down, và khi kết thúc nó sẽ là một cái mùi hương nó khá là gọi là như nào nhỉ? Mình khá là khó miêu tả chai nước hoa này. Nó khá là thoải mái, nó khá là sảng khoái. Về cái thời điểm sử dụng của chai nước hoa Virgin Island Water này thì mình nghĩ là nó chỉ phù hợp vào những cái chuyến du lịch ở ngoài biển, hay là khi bạn đi bơi ở những bể bơi, hay là nhà bạn có bể bơi mà bạn muốn tận hưởng cái cảm giác nó sảng khoái, nó hứng khởi, nó đúng mang tính chất của một vùng biển, thì chai nước hoa này sẽ là cái lựa chọn rất tốt. Và mình đánh giá rất cao vào chai nước hoa này trong những cái dịp như vậy. Còn nếu mà để nói sử dụng hàng ngày thì thực sự là mình nghĩ là nó không thực sự là quá tốt. Và mình nghĩ là một mùi sẽ khá là bị nhàm chán nếu mà như bạn sử dụng hàng ngày. Và theo mình thì mình nghĩ đây là chai nước hoa nó mang tính chất hưởng thụ, chứ nó không mang cái mục tiêu, nó không mang cái tính chất là bạn sử dụng hàng ngày để bạn thể hiện cái signature scent của bạn. Về cái độ bám tỏa ở chai nước hoa này thì đối với mình, một cái mùi hương mà để sử dụng trong một cái chuyến kỳ nghỉ thì mình cũng không yêu cầu nó bám tỏa quá là tốt, mà mình sẽ chú trọng hơn về cái việc mùi hương nó mang lại cho mình cảm xúc như thế nào. Nên là cái mùi hương này nó bám tỏa trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, hoặc là nhiều lúc có thể hơn một chút. Và cái độ tỏa hương thì ban đầu của nó khá là tốt, khoảng tầm một cánh tay ngay khi bạn mới xịt ra, và nó sẽ giảm dần. Và mùi hương nó cũng khá là ấn tượng
và mình đánh giá khá cao cái mùi hương này. Với độ lưu hương thì thực sự là mình chỉ cần đến như vậy thôi, mình không cần quá nhiều. Và nếu như bạn nào thích cái mùi hương kiểu này mà bạn yêu cầu nó phải bám tỏa khủng thì thực sự là đây sẽ không, thì bạn thì chai nước hoa này sẽ mang đến sự thất vọng cho bạn. Về giá tiền của chai nước hoa này thì đối với một chai 120ml như này thì hiện nay thì không còn trên các store nữa, mà bạn có thể mua tại khá nhiều nơi ở trên mạng, bạn có thể tìm hiểu. Hiện nay thì các store nó chỉ còn size 75ml như này hay là size 100ml như này đó. Và chai này thì ngày xưa nó có khoảng tầm hơn 3 triệu đồng cho một phiên bản starter. Còn nếu mà phiên bản full thì nó cũng đắt hơn một chút. Còn hiện nay thì với giá 75ml và 100ml thì nó khoảng tầm gần 5 triệu đồng, mình không nhớ rõ lắm. Sẽ có nhiều bạn đặt ra câu hỏi khi xem video ở đây, đó chính là có nên sở hữu chai nước hoa này không? Bởi giá tiền của chai nước hoa này không hề rẻ, và những chai nước hoa của nhà Creed thì chưa bao giờ rẻ cả. Nó khoảng tầm hơn 3 triệu đồng cho 120ml, đó là phiên bản này, và hơn 5 triệu đồng cho phiên bản 100ml, nó rất là đắt đỏ. Và mình là một người đam mê cái mùi hương, mình là một người gọi là tôn trọng cái cảm xúc mà những chai nước hoa nó mang tới, nên là mình rất thích những cái mùi hương nó mang cái tính chất hưởng thụ như này. Và mình nghĩ là đối với những bạn mà không quan trọng cái việc mùi hương, bạn không kiểu suy quan trọng cái việc là mùi hương nó mang đến cảm xúc như nào, mà bạn chỉ cần một cái mùi hương để nó gọi là có cái hương thơm của cơ thể thôi, thì chai nước hoa này mình nghĩ là các bạn không nên sử dụng. Còn nếu mà bạn đam mê thì đây sẽ là một chai nước hoa mang tính chất hưởng thụ rất tốt. Và có một điều mà mình muốn bật mí với các bạn, đó chính là mình là một fan cuồng của nhà Chris. Mình rất thích những chai nước hoa của nhà Chris. Nên là sắp tới, những video sắp tới thì mình sẽ cố gắng làm review nhiều chai nước hoa hơn của nhà Creed. Chắc đấy cũng là một sự ưu tiên của mình dành cho nhà Creed. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ vẫn làm review những chai nước hoa khác, những chai nước hoa của nam và những chai nước hoa của nữ. Và sẽ cố gắng làm những buổi trải nghiệm nhiều hơn ở trên phố đi bộ ở Hà Nội, để các bạn có thể có những cái tham khảo, có những cái thông tin khác nhau về những chai nước hoa mà biết đâu mà các bạn đang muốn tìm hiểu. Vậy các bạn đã sở hữu chai nước hoa này chưa? Cảm nhận của các bạn là sao? Hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe cho kênh của mình. Và một lần nữa thì mình rất cảm ơn bạn Trần Tiến Đức đã cho mình mượn chai nước hoa này để làm review. Xin chào và hẹn gặp lại.